Xin chào các bác nông dân. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bác một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho mùa màng, Staroxin 10 liệp LiVP. Đây là loại thuốc trừ bệnh siêu đỉnh, đặc biệt trị rizat và đốm lá hạ A vô cùng hiệu quả. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về bệnh rizat nhé. Bệnh này thường xuất hiện với những đốm vàng cấm trên lá, ăn mòn khả năng quảng hộp của cây, khiến năng suất giảm sút. Staroxin 10 LiVP với hoạt chất mạnh mẽ sẽ tiêu diệt nấm gây bệnh rizat, ngăn chặn bệnh lây lan, bảo vệ cây trồng khỏe mạnh. Tiếp theo là bệnh đốm lá hạ A cũng rất phổ biến. Bệnh này làm lá cây xuất hiện các đốm nâu, cháy lá và rừng sớm. Staroxin 10 LiVP không chỉ phòng ngừa mà còn trị bệnh đốm lá hạ A hiệu quả, giúp cây phát triển tốt và cho năng suất cao. Cách sử dụng Staroxin 10 LiVP siêu đơn giản luôn. Các bác chỉ cần pha 20 gram thuốc với 10 lít nước, sau đó phun đều lên toàn bộ cây trồng. Lưu ý là nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh phun lúc nắng gắt để thuốc phát huy tác dụng tốt nhất nhé. Thêm một điều quan trọng nữa, để đảm bảo an toàn, các bác nhỏ đeo găng tay và khẩu trang khi pha và phun thuốc nhé. Staroxin 10 LiVP chính là vị cứu tinh đáng tin cậy, bảo vệ cây trồng khỏi bệnh tật, giúp mùa màng bội thu. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và các sản phẩm khác, các bác nhỏ ghé thăm website theplantvn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi, chúc các bác có một mùa vụ thành công. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.